Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Mậu Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vậy ngũ hành niên mệnh Đại Lâm Mộc, ngày Mậu Thìn tức can chi tương đồng thuộc Thổ và ngày hôm nay là ngày Cát. Vậy nạp âm Đại Lâm Mộc, Kỷ Tuổi, Nhâm Tuất, Bính Tuất, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành thủy cục, xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là sao Nguyệt Sát xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý không gặp phải khó khăn gì trong ngày này. Với bạn tuổi Tý, bạn sẽ thực hiện tốt mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đã đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ vững được tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt. Trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh một cách chính xác. Bên cạnh đó, bạn tuổi Tý còn có được cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc là người có cùng chí hướng, giúp ích cho tương lai của mình rất tốt nữa. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Tý có xích mích xảy ra giữa hai vợ chồng thì nên nhanh chóng giải quyết với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, không nên cố tình lờ đi những xích mích về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 24, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và cái điều này có thể làm cho bạn sẽ gặp phải những điều không như ý trong ngày hôm nay. Dù vậy, bạn mệnh tuổi Sửu cũng không nên quá thất vọng hay là chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp phải trục trặc khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bạn nên nghiêm túc với công việc mà mình đang làm, và bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ xấu chủ động xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là người đã ném đá giấu tay, phá hoại khiến cho công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Và ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Sửu là người cần cù, biết tiết kiệm. Vì vậy, dù công việc của bạn có mức lương cao hay là thấp, thì tương lai của bạn cũng sẽ không hề thua kém bất cứ ai. Bạn tuổi Sửu có thể cho phép bản thân mình trong ngày này được nghỉ ngơi, nhưng sau đó hãy tiếp tục cố gắng phát huy hết mình cho sự nghiệp của mình. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc gặp trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên quá buồn bã, chán nản, muốn buông xuôi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần phải cẩn thận, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cố gắng hơn nữa trong tương lai. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 45, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn, nếu như bạn đang giữ vị trí lãnh đạo, thì rất có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối do cấp dưới gây ra. Và với bạn tuổi Dần cần phải thật sự bình tĩnh để có phương án giải quyết chính xác nhất, chứ không phải là lúc để quy kết trách nhiệm cho ai cả. Với bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng hoặc là giữ mọi chuyện ở trong lòng. Nếu tích cực chia sẻ hơn với mọi người, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và dường như không khó khăn nào mình không thể vượt qua được. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có Mộc khác với Thổ. Cái điều này cho thấy rất có thể với bạn tuổi Dần sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái của mình. Bạn tuổi Dần, bạn không nên nóng nảy khi con cái đang có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho đối phương nhiều hơn. Có như vậy thì việc giáo dục mới có hiệu quả. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, có cách xử lý linh hoạt với nhiều tình huống khác nhau. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, không nên vội vàng đổ lỗi cho bất cứ ai khi gặp phải rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên cởi mở hơn với mọi người. trong mọi mặt cuộc sống. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, không nên khăng khăng cố chấp với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên lắng nghe và thấu hiểu con cái của mình hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 5 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 50, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 5 ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 5 này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội giúp sức, cho nên với bà tuổi Mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ trước đó của mình đang có những bước tiến khá chi là bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này mà bản mệnh tuổi Mão càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn. Trong ngày này với bạn tuổi Mão rất có thể sẽ có được cơ hội gặp quý nhân, và quý nhân có thể là tri kỷ xuất hiện giúp cho bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc của bạn trước mắt, cũng như là đưa ra được định hướng cho bạn trong tương lai nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và ngày hôm nay là một ngày tốt để cho vun đắp tình cảm. Trong gia đình, vợ chồng cần phải thống nhất ý kiến với nhau, chứ không nên mọi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải nhún nhường để dung hòa với nửa kia. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, kế hoạch đề ra phát triển một cách thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tìm ra định hướng cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 5 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 20, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 5 ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 5 này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn cực kỳ trở nên là cứng đầu và cố chấp do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Thìn Tự Hình. Bạn tuổi Thìn, bạn chẳng muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình và cũng không muốn hợp tác và chia sẻ với người khác. Bạn đang có xu hướng tự tách mình ra khỏi tập thể. Ngoài ra, với bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn cũng đang rất độc đoán và sẵn sàng đối đầu với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình. Cái điều này khiến cho người khác cảm thấy dè chừng khi tiếp xúc với bạn. Và bạn tuổi Thìn, bạn cũng đừng nên là người ngạo mạn, vô tình biến cho cuộc sống của mình trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy. Trong vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt cho thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình mà không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Đừng có luôn cho mình là người hiểu mọi sự như vậy. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, có sự cứng đầu, cố chấp trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có xu hướng tự cô lập bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng, không nên phiến diện. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của những người khác. Vài đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ 5 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 44, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, các ngành nghề tự do có thể làm ăn khá tốt trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tỵ, bạn tạo được những mối khách hàng thân thiết, đồng thời cũng tự tạo được chỗ đứng trong lĩnh vực của mình. Và trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì không quá nhiều biến động về kinh tế trong ngày. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự thưởng cho bản thân mình với số tiền đã được thưởng trước đó. Và ngày này, bạn có quyền được chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Tỵ đang có được một ngôi nhà khá chi là yên bình, gia đình là chỗ để nghỉ ngơi khi bạn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, mệt mỏi. Khi gặp phải vấn đề gì, chỉ cần tâm sự với người thân là bạn đã cảm thấy thoải mái ngay lập tức. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tạo dựng được vị thế trong công việc của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, không gặp nhiều biến động trong tài chính. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, luôn yêu thương và trân trọng gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có thể chiều chuộng bản thân mình nhiều hơn trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 69, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, cho nên bạn tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Bạn tuổi Ngọ cũng nhận được khá nhiều sự yêu mến và chú ý của những người khác giới trong ngày hôm nay nữa. Và trong gia đình, bản mệnh tuổi Ngọ luôn quan tâm tới nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay là nặng lời với nhau. Tình cảm bền vững như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc đời. Và xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, ngày này là ngày tốt để cho bạn xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu như bạn có kế hoạch rời nhà trong ngày hôm nay thì có thể thực hiện, và cũng nên xuất hành theo những hướng tốt và giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn. Hướng tốt trong ngày đó là Hỷ Thần, hướng Đông Nam, và Tài Thần, hướng Chính Bắc. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, luôn quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng lòng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có thể xuất hành trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 41, số 55, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho nên hôm nay là một ngày dư dả và sung túc với bạn tuổi Mùi về vấn đề tiền bạc. Bạn tuổi Mùi có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là cơ hội để cho bạn vươn lên, để khẳng định giá trị của bản thân mình. Trong ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, đó là quyền lợi, cũng là thành quả xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Vì vậy với bạn tuổi Mùi, cần phải cố gắng hơn nữa để tiến xa hơn trong tương lai sự nghiệp với mình. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn trong công việc. Nếu như ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn, bạn cũng sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nhận được tiền hỗ trợ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có định hướng phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa có được sự công nhận của cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ hãy cố gắng hơn nữa để gặt hái được nhiều thành công hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc về tình hình tài chính được sung túc, dư dả. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 45, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ, cho nên bà tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng là hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy mình tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn những ngày thường để bạn có thể bắt tay vào làm mọi việc. Bạn cũng nhận ra được mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh nữa. Và với bà tuổi Thân, bạn hãy duy trì tinh thần lạc quan, tích cực không chỉ trong một ngày mà cả những ngày sau đó. Nếu như bạn muốn vươn tay chạm tới đỉnh vinh quang, bản mệnh cũng cần phải rèn luyện tính kiên trì để không bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang vô cùng hòa hợp. Bạn tuổi Thân, bạn là người vui tính cho nên luôn có cách để làm vui lòng người ấy. Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 48, số 75, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành nhị hợp, cho nên bạn tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu đi sự quyết đoán do chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Và nếu như bạn đang còn băn khoăn, bạn tuổi Dậu có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng, chứ không nên vội vàng hay là mù quáng đưa ra quyết định. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn Tử Dậu ngày này, bạn luôn muốn đối xử tốt với những người chân thành và chọn cách lơ đi những kẻ đang có ý đồ xấu với mình. Nhờ vậy mà với bạn đang có được tinh thần trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đó là lối sống tích cực mà nhiều người nên học ở bạn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tử Dậu đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ gia đình của bạn đang rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Nửa kia là động lực giúp cho bạn không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, trở ngại đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa hay chần chừ, do dự, thiếu đi sự quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy thử tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ xã giao phát triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ngừng cố gắng tiến lên phía trước. Về đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 50, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống của mình. Nếu như bạn là người gây ra lỗi lầm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm ra cách khắc phục, chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải chú ý chi tiêu có kế hoạch, tránh để tài sản rơi vào trạng thái thất thoát, mất tiền. Trong ngày này, đối với những bạn làm ăn, cho dù bạn có sốt sắng và nuôi tham vọng làm giàu đến đâu đi chăng nữa, thì cũng cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ thích hợp với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe cũng như là chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Vào những ngày như thế này, bạn tuổi Tuất có thể tạm gác công việc sang một bên để tận hưởng những giây phút bên gia đình của mình. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chi tiêu có kế hoạch, không tiêu xài quá lớn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, dành nhiều thời gian cho gia đình và cho sức khỏe bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 46, số 52, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân, cần phải đề phòng những kẻ đang có ý định tiếp cận với mình, có ý đồ không lành mạnh. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, thì bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp với họ. Và trong ngày này, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Không nên trở thành người cực đoan và làm mọi việc theo ý thích riêng của mình mà không để ý tới cảm nhận của đối phương. Nếu như bạn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, vợ chồng cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa. Ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Hợi là người nhận được sự kính trọng của xã hội, đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến. Nhân lúc rảnh rỗi thì bạn nên dành thời gian để xác định hướng đi cho mình, không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đề phòng những đối tượng đang có ý đồ tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, quan tâm nhiều hơn nữa tới nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nhận được sự yêu mến và kính trọng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, có định hướng phát triển rõ ràng trong tương lai. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 56, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.